Sáng hôm nay Thiện Nhân cùng với mấy huynh đệ trong cái chuyến đi công việc của mình đó, mình ghé vào trang viên búp sen để mình đốt nhang cho các con cùng với mọi người ở đây, gửi một ít bánh kẹo này kia. Đài Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, cách này 2 tháng Thiện Nhân lên thì mới đổ được cái móng mà chưa có thỉnh ngài về. Mở ra em, mở ra.